Thì cái bộ trường kể này thì là bác mua là được một khách hàng cũ của chúng tôi giới thiệu. Khách hàng cũ của tôi thì bác đã mua bộ này là đến bộ thứ, tôi không nhớ rõ, nhưng từng bộ thứ tư hoặc bộ thứ năm gì đó rồi. Đó, khách hàng giới thiệu cho nhau và mua bộ này bộ thứ năm luôn, các bác quen nhau. Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 19 tháng 12 năm 2020. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện xong một đơn đặt hàng của một khách hàng là bác chuyên tại Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội. Là một bộ trường kỷ hữu gỗ. Thì bộ sản phẩm này là bác đặt là lấy mộc, nên là trước khi bàn giao cho khách thì là em có quay lại một video clip để gửi lại bác chuyên, cũng như là giới thiệu cho khách hàng mọi người đang quan tâm. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ ghế trường kỷ này. Trước khi đi giới thiệu chi tiết thì như thường lệ là em sẽ đi một vòng quay cái hình ảnh tổng thể của bộ ghế này cho mọi người có thể xem và hình dung được tổng thể của bộ ghế. Thì bây ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu về cái đường nét chi tiết cũng như là về kích thước của bộ ghế này. Bộ ghế này thì là bao gồm có 4 món, bao gồm có 2 văng dài, 1 bàn tiếu và 1 chiếc đôn để phích. Quý vị bác đặt thêm một chiếc đôn để phích nữa. Thì về kích thước của bộ ghế này thì có kích thước như sau. Đây, trước mặt ảnh quý vị là chiếc văng dài kích thước ghế dài là 2m17, là dài phủ bì. Cái phần diện tích mặt ngồi, diện tích mặt ngồi này là sâu là 52 quý vị này, ngồi rất thoải mái. Và đây, kích thước này là của bộ này, bộ hàng đại nhé. Chiều cao đến tổng thể cái phần trương cuốn này, chiều cao của nó là 87, và toàn bộ phần cuốn tay là dày là 8 cm. Một điểm đặc trưng của những sản phẩm bên cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám là toàn bộ phần đầu tay chúng tôi là đục xoắn ốc. Đó. Tiếp theo về phần chân này của chúng tôi này, chân này có mà làm chân to là chân này, chân 12 chỉ quý vị ạ. Chân 12 chỉ, chân rất là to. Toàn bộ phần dạ trường kỷ này được đục theo mẫu là mẫu sập trúc và có tràng hạt đi bên cạnh này, rất là đẹp này. Và cái dạ này là nó dày 4 phân, nên là đục và nó phồng lên rất là đẹp quý vị nhá. Đó. Đây, phần vách đây, 4 vách của chúng tôi là đục 4 vách là tứ quý, là tùng, trúc, cúc, mai. Một bên là lê, na, đào, liễu. Hai bên là đối cảnh khác nhau. Và điểm đặc biệt nữa là toàn bộ phần mặt sau của trường kỷ là được đục hết nhé. Bộ này là đục cả đằng sau luôn. Đây, quý vị xem được phần gỗ đằng sau cũng rất là đẹp này. Và cái sản phẩm này là khách hàng lấy mộc quý vị nhé, khách hàng lấy mộc. Nên là toàn bộ phần gỗ, các thứ là chúng tôi quay mộc trực tiếp cho khách hàng. Gỗ rất là đẹp, cũng như quý vị nhìn cái ván mặt này. Cái ván mặt này là một tấm gỗ liền này. Và tấm gỗ liền rất là to, cũng như tấm gỗ này đẹp này, không vết vát hay là mắt gì luôn á. Gỗ này rất là đẹp luôn. Tiếp theo là tôi giới thiệu về chiếc bàn. Chiếc bàn này hay còn gọi là chiếc tiếu trường kỷ đấy. Thì chiếc tiếu này thì có kích thước là ngang, chiều dài là 1m27 và chiều ngang là 57, cũng như là chiều cao là 80. Chân bàn này thì là chân 8 chỉ quý vị. Chân bàn 8 chỉ và được đục cái dạ này gọi là dạ triện này. Tiếu này đục yếm hay yếm triện, vẫn có tràng hạt đi kèm bên cạnh, rất là đẹp. Bên dưới này là có nan. Toàn bộ là hai phần mặt tất. Mặt này là tiếu là mặt liền tất. Đó, tiếp theo quý vị, bên trong này là một chiếc đôn để phích này. Bên dưới này thì là có quét hai lỗ để chúng ta có thể để phích đây, rất là tiện lợi. Chiếc đôn để phích này thì là có kích thước là cao là 80, bề ngang là 57, cũng như là chiều sâu này là 38 quý vị nhé. Sâu là 38 và chân này cũng là chân 8 chỉ. Đấy, quý vị có thể xem được phần mộc đây, phần mộc của sản phẩm này gỗ là rất là đẹp. Đó, thì cái bộ trường kỷ này thì là bác mua là được một khách hàng cũ của chúng tôi giới thiệu. Khách hàng cũ của tôi thì bác đã mua bộ này là đến bộ thứ, tôi không nhớ rõ, nhưng từng bộ thứ tư hoặc bộ thứ năm gì đó rồi. Đó, khách hàng giới thiệu cho nhau và mua bộ này bộ thứ năm luôn, các bác quen nhau. Tại xem lại địa chỉ nào. Tại Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội quý nhá. Một lát nữa thì chúng tôi sẽ bốc ship lên xe bàn giao khách hàng. Đây là chiếc ghế thứ hai này. Chiếc ghế thứ hai này thì là cũng đẹp không tì vết luôn. Đẹp không tì vết so với chiếc ghế thứ nhất bên kia luôn.
gỗ lạt thì dày dặn, đục chạm sắc nét, cũng như là hàng ngang. Hàng ngang làm rất là khít và bén quý vị. Đó, toàn bộ phần tay cuốn xoắn ốc rất là đẹp vài thẳng. Đó. Thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu về chi tiết cũng như là tổng thể bộ ghế Trương Kỳ này rồi. Còn các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0957 510 816 đây. Hôm nay hiện tại đang là ngày 19 tháng 12 năm 2020. Đây là bộ Trương Kỳ gỗ gụ của bác Chuyên tại Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội. Ok mọi người nhé. Các bác thì xem xong video clip thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ nha em theo dõi những cái clip mới nhất. Xin chào mọi người.